Phẩm thánh hạnh, phẩm thứ 7, phần 4. Thiện nam tử, ta xét thấy các hành đều là vô thường. Vì sao biết được là do nhân duyên? Nếu có các pháp do duyên mà sanh, hẳn biết được là vô thường. Những kẻ ngoại đạo ấy không có pháp nào lại không do duyên sanh. Thiện nam tử, tánh Phật là không sanh, không diệt, không đến, không đi, không thuộc quá khứ, không thuộc vị lai, không thuộc hiện tại, không phải do nhân tạo tác, cũng chẳng phải không do nhân tạo tác, không tạo tác, không người tạo tác, không phải tướng, không phải vô tướng, chẳng phải có tên, chẳng phải không tên, chẳng phải tên gọi, chẳng phải hình sắc, chẳng dài, chẳng ngắn, chẳng phải chỗ thâu nhiếp, nắm giữ của các ấm giới nhập, vì thế nên gọi là thường. Thiện nam tử, tánh Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là Pháp, Pháp tức là thường. Thiện nam tử, thường tức là Như Lai, Như Lai tức là Tăng, Tăng tức là thường. Vì nghĩa ấy nên những pháp do nhân sanh ra chẳng gọi là thường. Những kẻ ngoại đạo ấy không có pháp nào là không do nhân sanh ra. Thiện nam tử, những kẻ ngoại đạo ấy chẳng thấy được tánh Phật, Như Lai và chánh pháp, cho nên những lời mà họ nói ra đều là sai lầm, hư dối, không có chân đế. Những kẻ phàm phu trước thấy những vật như bình bát, y phục, xe cộ, nhà cửa, thành quách, sông rạch, núi rừng, nam nữ, voi ngựa, bò dê, về sau lại thấy những hình dạng cũng tương tự như thế, liền cho đó là thường, nên biết thật ra đó chẳng phải thường. Thiện nam tử, hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường, hư không vô vi nên là thường. Tánh Phật vô vi nên là thường, hư không tức là tánh Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là vô vi tức là thường, thường tức là pháp tức là tăng, tăng tức là vô vi đó tức là thường. Thiện nam tử, các pháp hữu vi nói chung có hai loại, pháp hình sắc và pháp không hình sắc. Pháp không hình sắc là các pháp tâm và tâm sở. Pháp hình sắc là những thứ như đất nước, lửa, gió. Thiện nam tử, tâm gọi là vô thường. Vì sao vậy? Vì bản tánh nó là phan duyên, tùy chỗ tiếp xúc mà phân biệt. Thiện nam tử, tánh của nhãn thức là biến đổi, cho đến tánh của ý thức cũng là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, cảnh giới của hình sắc là biến đổi, cho đến cảnh giới của pháp là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, sự tương ứng của nhãn thức là biến đổi, cho đến sự tương ứng của ý thức là biến đổi, nên là vô thường. Thiện nam tử, nếu tâm là thường, thì đáng lẽ riêng một nhãn thức cũng đủ duyên theo hết thảy các pháp. Thiện nam tử, nếu nhãn thức là biến đổi, cho đến ý thức cũng là biến đổi, thì biết đó là vô thường, vì các pháp có chỗ nương tựa như nhau trong mỗi khoảnh khắc thường sanh ra và diệt mất, nên kẻ phàm phu thấy vậy liền cho đó là thường. Thiện nam tử, vì hình tướng của các nhân duyên có thể hư hoại nên cũng gọi là vô thường. Chẳng hạn như nhân có con mắt, có hình sắc, có ánh sáng, có sự suy xét, mới sanh ra sự nhận biết của mắt. Khi sanh ra sự nhận biết của tai thì lại do nơi các nhân khác biệt, chẳng phải cùng các nhân, như sự nhận biết của mắt cho đến sự nhận biết của ý đều khác biệt, cũng là như vậy. Lại nữa, thiện nam tử, nhân duyên hư hoại của các hành là khác nhau, cho nên tâm gọi là vô thường. Chẳng hạn như tâm tu tập quán tưởng vô thường là khác, tâm tu tập quán tưởng các pháp khổ không vô ngã cũng khác. Nếu tâm là thường, lẽ ra chỉ thường tu pháp quán tưởng vô thường, như vậy không thể quán được các pháp khổ không vô ngã, huống hồ có thể quán các pháp thường lạc ngã tịnh. Vì nghĩa ấy nên trong pháp của ngoại đạo không thể thâu nhiếp giữ lấy thường lạc ngã tịnh. Thiện nam tử, nên biết rằng tâm pháp nhất định là vô thường. Lại nữa, thiện nam tử, vì tâm tánh khác nhau nên gọi là vô thường. Chẳng hạn như tâm tánh của hàng thanh văn là khác, tâm tánh của hàng duyên giác là khác, tâm tánh của chư Phật lại cũng khác. Hết thảy ngoại đạo có ba thứ tâm: một là tâm xuất gia, hai là tâm tại gia, ba là tâm tại gia muốn xa lìa. Tâm tương ứng với vui sướng là khác, tâm tương ứng với khổ là khác, tâm tương ứng với việc chẳng khổ chẳng vui là khác, tâm tương ứng với tham dục là khác, tâm tương ứng với sân khỏe là khác, tâm tương ứng với ngu si là khác. Hết thảy ngoại đạo, tâm tương ứng của họ cũng khác nhau. Chẳng hạn như tâm tương ứng với ngu si là khác, tâm tương ứng với nghi hoặc là khác, tâm tương ứng với tà kiến là khác. Những lúc tới lui, giữ theo oai nghi, tâm ấy cũng khác. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì người ta không thể phân biệt được các màu. Chẳng hạn như màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, màu tím. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì những việc đã nhớ nghĩ lẽ ra không thể quên mất. Thiện nam tử, nếu tâm là thường thì trong việc tụng đọc lẽ ra không có sự tiến triển. Lại nữa, thiện nam tử, nếu tâm là thường lẽ ra không thể nói rằng đã làm, đang làm, sẽ làm.
Nếu có đã làm, đang làm, sẽ làm, phải biết rằng tâm ấy nhất định là vô thường. Thiện nam tử, nếu tâm là thường, hẳn không có oán thủ hay thân thiện, hoặc chẳng oán chẳng thân. Nếu tâm là thường, hẳn không nên nói là vật của tôi, vật của người khác, hoặc chết hoặc sống. Nếu tâm là thường, tuy có chỗ làm nhưng lẽ ra là không có sự phát triển. Thiện nam tử, vì nghĩa ấy nên biết rằng tâm tánh có nhiều loại khác nhau, vì có khác nhau nên biết rằng là vô thường. Thiện nam tử, nay ta đã giảng giải lẽ vô thường trong chỗ pháp không hình sắc, nghĩa ấy đã rõ, ta lại sẽ vì ông mà giảng lẽ vô thường của hình sắc. Sắc ấy là vô thường, vốn không có sanh, vì sanh đã diệt. Bên trong thì như thân người lúc mới vào thai giai đoạn Kalara, vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Bên ngoài thì như các mầm cây vốn không có sanh, vì sanh đã biến đổi. Vì thế nên biết rằng tất cả pháp hình sắc đều là vô thường. Thiện nam tử, những hình sắc ở trong thân đều liên tục biến đổi theo từng thời điểm. Khi ở thời kỳ Kalara là khác, khi ở thời kỳ An Phủ Đà là khác, khi ở thời kỳ Già Na là khác, khi ở thời kỳ nắm tay là khác, khi ở thời kỳ thành hình bào thai là khác, khi ở thời kỳ sơ sanh là khác, khi ở thời kỳ hài nhi là khác, khi ở thời kỳ nhi đồng là khác, mãi cho đến khi già nua, mỗi lúc đều có biến đổi. Những hình sắc bên ngoài cũng vậy, mầm cây là khác, thân cây là khác, cho đến cành lá hoa trái đều là khác. Lại nữa thiện nam tử, cho đến mùi vị bên trong cũng luôn đổi khác. Khi ở thời kỳ Kalara là khác, cho đến thời kỳ già nua, mỗi lúc đều biến đổi. Mùi vị bên ngoài cũng vậy, mầm cây, thân cây, cành lá hoa trái, mỗi lúc đều có vị khác nhau. Khi ở thời kỳ Kalara, sức lực là khác, cho đến khi già nua, sức lực cũng khác. Khi ở thời kỳ Kalara, hình dạng là khác, đến khi già nua hình dạng lại khác nữa. Khi ở thời kỳ Kalara, quả báo là khác, đến khi già nua, quả báo lại khác nữa. Khi ở thời kỳ Kalara, tên gọi là khác, đến khi già nua, tên gọi cũng khác. Hình sắc trong thân hư hoại rồi hợp lại, nên biết là vô thường. Hình sắc bên ngoài như cây cối cũng hư hoại rồi hợp lại, nên biết là vô thường. Cứ tuần tự theo thứ lớp sanh ra, nên biết là vô thường. Theo thứ lớp sanh ra là như từ thời kỳ Kalara cho tới lúc già nua. Theo thứ lớp sanh ra là như từ mầm cây cho tới quả hạt, nên biết là vô thường. Các hình sắc có thể diệt mất nên biết là vô thường. Sự diệt mất ở thời kỳ Kalara là khác, cho đến sự diệt mất ở thời kỳ già nua là khác. Sự diệt mất của mầm cây là khác, cho đến sự diệt mất của trái cây là khác, nên biết là vô thường. Kẻ phàm phu không hiểu biết, thấy chỗ sanh ra tương tự liền cho là thường, vì nghĩa ấy nên gọi là vô thường. Nếu là vô thường tức là khổ, nếu là khổ tức là bất tịnh. Thiện nam tử, nhân vì trước đây Ca Diếp có hỏi việc ấy, ta đã giải đáp rồi. Lại nữa thiện nam tử, các pháp là vô ngã. Thiện nam tử, tất cả các pháp gồm có pháp hình sắc và pháp không có hình sắc. Các pháp có hình sắc chẳng phải là ngã. Vì sao vậy? Vì có thể bị phá hỏng, bị hư hoại, bị xé rách, bị đánh đập, sanh ra rồi lớn dần lên. Còn cái ngã thì không thể bị phá hỏng, bị hư hoại, bị xé rách, bị đánh đập, không sanh ra rồi lớn dần lên. Vì nghĩa ấy nên biết các pháp có hình sắc chẳng phải là ngã, các pháp không hình sắc cũng chẳng phải là ngã. Vì sao vậy? Vì do nhân duyên mà sanh ra. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo nhờ chuyên tâm suy nghĩ mà biết là có ngã, thì tánh của sự chuyên tâm suy nghĩ đó thật chẳng phải ngã. Nếu lấy sự chuyên tâm suy nghĩ mà cho là tánh của ngã, thì những việc trong quá khứ hẳn phải có chỗ quên mất, vì có chỗ quên mất nên biết chắc là vô ngã. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo nhờ nghĩ nhớ mà biết rằng có ngã, vì không nghĩ nhớ nên biết chắc là vô ngã. Như nói có người bàn tay đến sáu ngón, vừa nghe vậy liền hỏi rằng trước đây tôi có gặp người ấy ở đâu kìa. Nếu là có ngã lẽ ra không cần hỏi lại, vì có hỏi nhau nên biết chắc là vô ngã. Thiện nam tử, như có những kẻ ngoại đạo vì có chỗ ngăn tre mà biết rằng có ngã. Thiện nam tử, bởi có sự ngăn tre nên biết chắc là vô ngã. Như nói điều đạt thì chẳng bao giờ nói chẳng phải điều đạt. Cái ngã cũng vậy, nếu nói chắc là có ngã thì chẳng bao giờ lại ngăn tre cái ngã. Bởi có ngăn tre cái ngã nên biết chắc là vô ngã. Nếu vì sự ngăn tre mà biết rằng có ngã, nay ông không có sự ngăn tre nhất định phải là vô ngã. Thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo lấy việc cùng nhóm, chẳng cùng nhóm mà biết rằng có ngã, vậy thì vì không cùng nhóm lẽ ra không có ngã. Có những pháp không có gì cùng nhóm, ấy là Như Lai hư không tánh Phật. Cái ngã cũng vậy,
thật không có gì cùng nhóm vì nghĩa ấy nên biết chắc là vô ngã. Lại nữa thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo đấy tên gọi mà biết rằng có ngã, trong những pháp vô ngã cũng có tên gọi ngã, nhưng người nghèo hèn có tên là phú quý. Như nói ta chết, nếu là ta chết thì là tự ta giết ta. Nhưng cái ngã thật không thể giết, tạm gọi là giết ta, cũng như người lùn thấp mà có tên là người cao lớn vì nghĩa ấy nên biết chắc là vô ngã. Lại nữa thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo vừa thấy trẻ vừa sanh ra đã biết đòi bú mà cho rằng có ngã. Thiện nam tử, nếu là có ngã thì hết thảy trẻ con đã ra không bốc lấy phẫn dơ, lửa rắn thuốc độc vì nghĩa ấy nên biết chắc là vô ngã. Lại nữa thiện nam tử, có ba việc mà hết thảy chúng sanh đều có sự hiểu biết như nhau, đó là sự dâm dục, sự ăn uống và sự khiếp sợ, vì vậy nên vô ngã. Lại nữa thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo vì tướng mạo mà biết rằng có ngã, thiện nam tử, vì có tướng nên vô ngã, vì không tướng cũng là vô ngã. Nhưng người đang ngủ không thể đi đứng, cúi xuống ngẩng lên, nhìn nháy mắt, chẳng biết khổ vui, lẽ ra là không có ngã. Nếu lấy việc đi đứng, cúi xuống ngẩng lên, nhìn nháy mắt mà biết là có ngã, thì người máy bằng gỗ, lẽ ra cũng có ngã. Thiện nam tử, Như Lai cũng thế, chẳng đi chẳng đứng, chẳng cúi xuống chẳng ngẩng lên, chẳng nhìn chẳng nháy mắt, chẳng khổ chẳng vui, chẳng tham chẳng giận, chẳng si chẳng làm. Như Lai như vậy chân thật có ngã. Lại nữa thiện nam tử, nếu có những kẻ ngoại đạo thấy người khác ăn trái cây trong miệng chảy nước miếng, do đó biết rằng có ngã. Thiện nam tử, bởi có nhớ tưởng nên nhìn thấy thì chảy nước miếng, nước miếng đó chẳng phải ngã. Ngã cũng chẳng phải là nước miếng, chẳng phải vui, chẳng phải buồn, chẳng phải ngáp, chẳng phải cười, chẳng phải nằm, chẳng phải ngồi, chẳng phải đói, chẳng phải no. Vì nghĩa ấy nên biết chắc là vô ngã.